quay trở lại với channel của Vicky và đặc biệt là trở lại với Vicky's Little Kitchen. Hôm nay Vicky sẽ bày cho các bạn một món ăn rất là dinh dưỡng, dễ làm, đó là món cháo cá hồi. Còn Vicky làm món này với nồi Instant Pot. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhé. Nguyên liệu chính không thể thiếu của món này chính là cá hồi. Ở đây Vicky có 500g cá hồi tươi, muối, bột tỏi. Nếu các bạn không dùng bột tỏi thì chúng ta có thể dùng tỏi tươi nha. Tiêu đen và nửa cốc gạo trắng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vo gạo thật sạch. Sau đó Vicky cho vào nồi 1,5 lít nước. Bước tiếp theo Vicky sẽ cắt cá. Chúng ta sẽ cắt thành từng khúc nhỏ cho vừa ăn. Các bạn nhớ là để luôn da cá nha, thì ăn nó sẽ béo, ngon lắm. Và trong da cá này có rất nhiều vitamin E luôn. Vicky sẽ cho hết cái phần cá này vào nồi. Sau đó Vicky nêm vào đây 2 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột tỏi. Và các bạn quậy đều lên. Và cuối cùng là Vicky sẽ cho vào nồi Instant Pot. Và mình sẽ để ở chế độ là pressure cook, ở high pressure, và thời gian là 45 phút. Bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi đắp mặt nạ, xem TV và chờ 45 phút sau là chúng ta sẽ có một tô cháo rất là ngon lành rồi. Các bạn nhớ đừng rời màn hình nha, để xem thành quả cuối cùng của Vicky nhé. Phút đã trôi qua, bây giờ Vicky sẽ mở nắp nồi ra cho các bạn coi nha. Wow, cháo của chúng ta đây. Nè các bạn nhìn này, do mình nấu đủ thời gian á nên cái miếng cá của mình nó không có bị bể ra, nó vẫn còn nguyên nè. Bây giờ Vicky múc ra tô nha. Cái mùi cá hồi thơm lắm luôn các bạn ơi. Wow, hấp dẫn lắm luôn. Vicky sẽ trang trí thêm một ít hành vô đây. Trang trí thêm một ít hành lá. Vicky cho một ít tiêu vào. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tô cháo cá hồi rất là ngon, thơm và bổ dưỡng. Và cái món cháo này á, phù hợp với mọi lứa tuổi luôn các bạn, rất là dễ ăn nữa. Với công thức này của Vicky thì Vicky thấy là nó đã rất vừa miệng rồi. Mình không cần nêm nếm thêm gì nữa, mình chỉ múc ra tô và thưởng thức thôi. Nếu các bạn cũng thích cái món cháo cá hồi này thì hãy làm ngay cho gia đình mình nhé. Chào tạm biệt. Stay awesome.